Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 36. Đây là dòng dõi của Esau, tức là Edom vậy. Esau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Canaan là Ada, con gái Elon người Hethit, Oholibama, con gái Anna, cháu ngoại của Sibeon người Hevit, cùng Bát-mát, con gái Ismael và là em gái của Nebaioth. Ada sinh Elipha cho Esau, Bát-mát sanh Reuen, còn Oholibama sanh Jeúc, Gia-lam và Cora. Ấy đó là các con trai của Esau sinh tại xứ Canaan. Esau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Vả vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Esau, tức là Edom, ở trên núi Seir. Đây là dòng dõi Esau, tổ phụ dân Edom ở trên núi Seir. Đây là tên các con trai Esau: Ada vợ người sinh Elipha, Bát-mát cũng vợ người sinh Reuen. Con trai của Elipha là Thema, Oma, Sepho, Gatham và Kena. Thimna vợ lẽ Elipha, con trai của Esau, sinh Amalek cho người. Đó là cháu của Ada vợ Esau. Còn đây là con trai của Reuen: Nahat, Serach, Shamma và Mitsa. Ấy là các cháu của Bát-mát, cũng vợ Esau. Và mấy người này là con trai của Oholibama, vợ của Esau, con gái Anna, cháu ngoại Sibeon. Nàng sinh cho Esau Jeúc, Gia-lam và Cora. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Esau. Các con trai Elipha, con trưởng nam của Esau, là trưởng tộc Theman, trưởng tộc Oma, trưởng tộc Sepho, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Cora, trưởng tộc Gatham và trưởng tộc Amalek. Đó là các trưởng tộc do nơi Elipha sinh tại xứ Edom và là các cháu của Ada. Đây là các con trai của Reuen con Esau: trưởng tộc Nahat, trưởng tộc Serach, trưởng tộc Shamma và trưởng tộc Mitsa. Đó là các trưởng tộc do nơi Reuen sinh ra tại xứ Edom và là các cháu của Bát-mát. Đây là các con trai của Oholibama vợ Esau: trưởng tộc Jeúc, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cora. Đó là mấy trưởng tộc do Oholibama vợ Esau, con gái của Anna sinh ra. Ấy là các con trai của Esau, tức là Edom, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Đây là các con trai của Seir người Horit, thuở xưa ở tại xứ đó: Lothan, Soban, Sibeon, Anna, Dishon, Exe và Dishan. Đó là mấy con trai của Seir trưởng tộc dân Horit ở tại xứ Edom. Các con trai của Lothan là Hori và Heman, còn Thimna là em gái Lothan. Đây là các con trai của Soban: Anvan, Manahat, Eban, Shepho và Onam. Đây là các con trai của Sibeon, Aya và Anna. Ấy là Anna có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Sibeon cha nàng. Đây là con gái của Anna: Dishon và Oholibama con gái người. Đây là con trai của Dishon: Hemdan, Edban, Jitran và Keran. Đây là con trai của Exe: Binhan, Savan và Akan. Đây là con trai của Dishan: Uxer và Aran. Còn đây là các trưởng tộc dân Horit: trưởng tộc Lothan, trưởng tộc Soban, trưởng tộc Sibeon, trưởng tộc Anna, trưởng tộc Dishon, trưởng tộc Exe và trưởng tộc Dishan. Đó là các trưởng tộc của dân Horit ở tại xứ Seir. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Edom: Bela,
con trai Bê-ô trị vì xứ Ê-đôm. Tên thành người là Đin-ha-ba. Vua Bê-la-băng, Dô-báp, con trai Sê-rách người Bốt-ra lên kế vị. Vua Dô-báp băng, Hu-sam, người xứ Thê-mang lên kế vị. Vua Hu-sam băng, Ha-đát, con trai Bê-đát lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp và tên thành người là A-vít. Vua Ha-đát băng, Sam-la, người Ma-ri-ca lên kế vị. Vua Sam-la băng, Sao-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị. Vua Sao-lơ băng, Ba-anh-ha-nan, con trai Ạc-bồ lên kế vị. Vua Ba-anh-ha-nan băng, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u. Vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mác-rết, cháu ngoại Mê-sa-háp. Đây là các trưởng tộc do nơi Ê-sau sinh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình. Trưởng tộc Thiêm-na, trưởng tộc Anh-va, trưởng tộc Dê-hết, trưởng tộc Ô-hô-li-ba-ma, trưởng tộc Ê-la, trưởng tộc Phi-nôn, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Thê-mang, trưởng tộc Mép-sa, trưởng tộc Mác-đi-ên và trưởng tộc Y-ram. Đó là các trưởng tộc của Ê-đôm tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau. Chương 37. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Ca-na-an. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Sin-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Vả, Israel thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng: tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng: vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày để phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Israel nói cùng Giô-sép rằng: các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: có con đây. Israel biểu rằng: con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hê-bron, người sai Giô-sép đi đến Si-chem. Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng: ngươi tìm chi? Đáp rằng: tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói: các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: ta hãy đi đến Đô Ta In. Vậy Giô-sép đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô Ta In. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp: chúng ta chớ nên làm đổ máu ra. Hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là áo có nhiều sắc
đăng mặt trong mình. Rồi bác chàng đem quăng trong hố nước, vả hố khô cạn, chẳng có nước. Đoạn họ ngồi lại ăn, nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ít-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ai Cập. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vả khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-ên đem qua xứ Ai Cập. Ruben trở lại hố, này Joseph đâu mất rồi, bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà nói rằng: ôi đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được, vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng? Jacob nhìn và nói rằng: ấy là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu, bèn nói rằng: ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Các lái buôn Ma-đi-an đem Joseph đến xứ Ai Cập, bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Thánh Kinh Cựu Ước, Thi Thiên thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi Thiên thứ hai. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ loài tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thịnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Chương 20. Nhằm năm mà Sa-gôn vua Assyri sai Ta-tân đến Ách-đốt vây thành và chiếm lấy. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va nhờ con trai A-mốt là Ê-sai mà phán rằng: hãy đi, cổi bao gai khỏi lưng ngươi và lột giày khỏi chân ngươi. Ê-sai vâng lời, đi trần và chân không. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng:
như đầy tớ ta là Ê-sai đã đi trần và chân không trong 3 năm, làm dấu và điềm chỉ về Ai Cập và Ethiopia thế nào, thì những phu tù của Ai Cập và lưu tù của Ethiopia, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua Assyri giải đi trần và chân không, bày mông ra thể ấy để làm nhục nước Ai Cập. Bây giờ, chúng nó sẽ sợ sệt và hổ thẹn vì cớ Ethiopia là sự trông cậy mình và Ai Cập là sự vinh hiển mình. Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng: kìa, dân tộc mà chúng ta vốn đem lòng trông cậy và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua Assyri thì nay đã trở nên thế ấy rồi. Chúng ta làm sao trốn khỏi được? Chương 21. Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển. Nó đến từ đồng vắng là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương nam. Có sự hiện thấy hải hùng đã tỏ ra cho tôi: kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tàn hại làm tàn hại. Hỡi người Elam hãy lên, hỡi người Medi hãy vây đi, ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở nó. Vậy nên lưng ta đau lắm, quặn thắt như đàn bà đang sinh đẻ. Sự đau đớn mà ta chịu làm cho ta không nghe, sự kinh hãi làm cho ta không thấy. Lòng ta mê muội rất nên khiếp sợ, vốn là chiều hôm ta ưa thích đã đổi ra sự run rẩy cho ta. Người ta đặt bàn tiệc, các kẻ canh giữ, người ta ăn và uống. Hỡi các quan trưởng hãy chờ dậy, hãy thoa dầu cho cái thuẫn. Vì Chúa phán cùng tôi như vậy: hãy đi sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Khi nó thấy quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp và có lừa cùng lạc đà từng bầy, thì nó phải chăm chỉ mà nghe. Đoạn nó kêu lên như sư tử mà rằng: hỡi Chúa, tôi đứng rình nơi chòi trông cả ngày và đứng tại chỗ tôi canh cả đêm. Này, có quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp mà đến. Nó đáp rằng: Babylon đổ xuống rồi, đổ xuống rồi. Mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát trên đất rồi. Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia. Sự ta đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Israel, thì ta đã bảo cho ngươi biết. Gánh nặng về Duma. Có người từ Seir kêu tôi rằng: hỡi người canh đêm thế nào, hỡi người canh đêm thế nào. Người canh đáp rằng: buổi sáng đến, đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi, hãy trở lại, hãy đến. Gánh nặng về Arabi. Hỡi đoàn đi buôn ở Đê Đan sẽ ngủ trong rừng xứ Arabi. Dân cư Thê Ma đã đem nước cho những kẻ khác, đã đón những người trốn đặng cho họ bánh. Vì họ trốn gươm trần, trốn cung dương ra, trốn sự chiến tranh kinh khiếp. Chúa đã phán cùng tôi như vậy: trong một năm nữa, kể như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của Kê-đa sẽ hao mòn. Những kẻ cầm cung mạnh mẽ là con cái của Kê-đa sẽ sót lại, chẳng bao lâu, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán vậy. Chương 22. Gánh nặng về trũng của sự hiện thấy. Ngươi có sự gì mà cả dân trèo lên nóc nhà như vậy? Hỡi thành xôn xao đầy sự om sòm là ấp vui vẻ kia. Các kẻ chết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận. Các quan cai trị của ngươi thảy đều cùng nhau chạy trốn, bị trói bởi những kẻ cầm cung. Còn trong dân ngươi, kẻ nào trốn xa mà người ta tìm thấy thì đã bị trói làm một. Vậy nên ta phán rằng: các ngươi chớ ngó ta, ta sẽ khóc lóc thảm thiết. Đừng tìm cách yên ủi ta về sự hủy diệt của con gái dân ta, vì ấy là ngày bị rối loạn, dày đạp và kinh hãi trong trũng của sự hiện thấy, đến bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Tường thành vỡ lở, tiếng kêu đến núi. Ê-lam đeo giỏ tên, có xe binh lính kỵ đi theo, và Kir-rơ để trần cái thuẫn. Các nơi trũng đẹp nhất đầy những xe cộ và lính kỵ dàn trận tại trước cửa thành. Màn che Juda đã cất rồi, và trong ngày đó
ngươi trông về khí giới của nhà rừng. Các ngươi thấy thành David bị nhiều nơi sức mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại. Các ngươi đếm nhà cửa Jerusalem, phá những nhà cửa để tu bổ tường thành, lại đào hồ giữa khoảng hai tường thành đặng chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi chẳng trông lên đấng làm nên sự đó, chẳng nhìn xem đấng đã định sự đó từ xưa. Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu và thắt bao gai. Thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu. Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Vả, Đức Giê-hô-va vạn quân tỏ mình trong tai tôi rằng: tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho các ngươi cho đến giờ các ngươi chết. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ngươi hãy đi đến nhà kẻ giữ kho, tức Sép-na, làm chức giám cung và bảo nó rằng: ngươi ở đây làm gì? Có bà con chi đây mà ngươi đã đục tại đây một huyệt mã? Thật, người đục cho mình một huyệt mã trên nơi cao, khiến đào cho mình một chỗ ở trong vần đá. Này Đức Giê-hô-va, khác nào kẻ sức khỏe sẽ quăng mạnh ngươi ra nơi xa và bọc chặt ngươi. Ngài ắt sẽ quấn ngươi và ném ngươi như quả bóng vào xứ rộng và khoảng khoát. Tại đó ngươi sẽ chết, xe cổ sang trọng của ngươi cũng theo đến đó. Ôi, ngươi là kẻ làm nhục cho nhà chủ mình. Ta sẽ cách chức ngươi, ngươi sẽ bị trút khỏi ngôi mình. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hilkia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chính trị ngươi trao trong tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, con cái dòng dõi và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa, từ cái chén đến cái ve. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng xệch, nó sẽ bị đập và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.